Cái tiếng có thích tìm thai thật thật sự là lúc đó là coi như là mình khóc, mình ứa nước mắt, rồi bác sĩ mình bên cạnh cũng ứa nước mắt. Bác ơi, là người rất là có tâm, là lúc đó mình bảo bác ơi bây giờ em có con thật rồi. Thật sự lúc đó nó chỉ bé bằng một tí xíu thôi, nhưng bé mà lắm. Một bé lắm bé nhưng lắm. Mà mình nghe tiếng tim thai của nó thực sự là rất 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 là mạnh mẽ. Mình tên là Mai Hương, năm nay mình có thể không giới thiệu tuổi được không? Được, được. Không giới thiệu tuổi thì tôi kêu bằng em hoài đó, tại vì trẻ măng ha. Mình là mẹ của một bé 3 tuổi, thì hôm nay cũng rất là vui được đến đây để chia sẻ, hồi tưởng lại những kỷ niệm thời bỉm sữa của mình. Thì trong trạng thái thoải mái thì mình nhớ lại cái hành trình đầu tiên của mẹ bỉm sữa là gì nhớ không? Thì cái việc mà có con thì hai vợ chồng với lại hai bên gia đình đều mong muốn hết. Hơn một năm từ ngày mình sảy đứa đầu tiên, mình cũng canh trứng, rồi mình cũng đọc tài liệu là canh ngày sao, ngày đủ trứng làm sao. Cái giai đoạn đó thực sự là khá là bị áp lực. Có hôm thì mình đã áp dụng theo cái là mình đếm ngày và mình nói với chồng mình là anh tối nay tối nay anh phải ở nhà đó, chẳng hạn tại vì chồng mình là bác sĩ thì anh ấy thường hay phải đi trực. Nhiều khi hai vợ chồng đã đến lúc lên đèn rồi, tắt đèn rồi thì anh nói em ơi hôm nay anh căng thẳng quá, thế là lại lên đèn. Đúng rồi, lại lên đèn mà thôi để ngày mai. Mình mới bảo ủa ngày mai thì nó rụng mất rồi thì làm thế nào. rụng mất rồi đó. Khoảng hơn một năm thì mình mới nghe mọi người nói là phải, mọi người hay nói là ví dụ mình bị sảy thai một lần thì mình phải muốn có con, thì mình phải nhận một con nuôi chẳng hạn. Thì mình có nuôi một con chó husky. Thì có lẽ là nhờ nuôi con nuôi đó là con chó. Nuôi một con. Nãy giờ tôi nói con nuôi là con chó. Tôi nghe không kịp luôn. Nó biến tướng quan niệm dân gian của người ta. Không, nhưng mà thật ra thì nuôi như vậy thì nó cũng gọi là mình có vía đó. Thực ra là mình giải tỏa tâm lý. Giải tỏa tâm lý đó, có như là mình rất là yêu thương nó như là chính con của mình vậy đó. Sau đó thì hai vợ chồng thấy thoải mái, tinh thần, rồi đi chơi. Tình cờ bất ngờ thì mình thấy tự nhiên mình thấy mệt một cách kiểu như là nó lạ thường á. Bình thường mình theo mình mới nghĩ ồ hay là mình có thai. Thế là may quá thấy ở trong ngăn tủ học ở trong cơ quan còn một que. Trời ơi, bà thập diện mai phục. Cái hoàn cảnh mà cứ 2 năm mà em rải đều khắp các nơi. Đúng rồi, phải thử để cho nó hết đi, mất công cái quen hết đát. Rất là tiết kiệm luôn. Đúng rồi. Mình muốn hỏi một tí Mai Hương là cái lần đầu mà bạn không may mắn giữ được bé đó, thì cái lý do là nó đến từ cái việc là tự cơ thể của mình nó đẩy bé ra, hay là bạn phải gặp một cái sự cố nào đó? Lúc đó là khoảng tầm 8 tuần là mình có đi siêu âm để mà xem tim thai và xem phôi thai. Thì bác sĩ nói là cái này là thai trống. Thời gian đó là có thể do mình đi làm mà công việc stress các thứ, mình bị thiếu hormone. Thậm chí có nhiều bà mẹ bị rất là nhiều lần thai trống như vậy. Đúng thì rồi. Họ thậm chí họ còn phải xét nghiệm ra cái ADN phần bào thai là nó có vấn đề gì hay không, hay là hai vợ chồng không tương thích hay gì không. Còn mà để lâu quá thì cái thai trống đó thì nó có thể gây là bị hoại tử ở trong, mình sẽ bị sau này khó có con. Bố mẹ hai bên đều động viên mình. Các bà chồng mình là bị ông bị ung thư thì ông cũng chưa có đứa cháu nào hết. Mình cũng nghĩ là nếu mà mình đẻ được một đứa có cháu cho ba trước khi mà qua đời thì có thể là sẽ trọn vẹn hơn đối với một đứa như vậy. Thì ba cũng có động viên, ba cũng nói là thôi con cố. Mà mình nghĩ là đứa con sau này cái lần sau này có thai của mình cũng là do ba mình phù hộ. Lúc mà biết cấn thai phát lập 5 ngày liền, vô bệnh viện chích hormone và đặt thuốc để mà cung cấp hormone cho cơ thể. Tại vì ở trong cái thai kỳ đầu tiên á, thì em bé thường là sống bằng hormone của cơ thể người mẹ. Thì mình đi gặp bác sĩ tại vì mình đã bị một lần mình sảy thai như vậy. Thì sau đó thì đúng cái ngày mà đi, bác sĩ hẹn đi để đi khám tim thai. Trước mặt mình là một cái màn hình. Bác sĩ siêu âm thì bác sĩ màn hình bên đây. Thì lúc mà nghe thấy tiếng có thích tìm thai thật sự là lúc đó là coi như là mình khóc, mình ứa nước mắt, rồi bác sĩ mình bên cạnh cũng ứa nước mắt. Bác ơi, là người rất là có tâm, là lúc đó mình bảo bác ơi bây giờ em có con thật rồi. Thật sự lúc đó nó chỉ bé bằng một tí xíu thôi, nhưng bé mà lắm. Một bé lắm bé nhưng lắm. Mà mình nghe tiếng tim thai của nó thực sự là rất 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 là mạnh mẽ, và mình thấy là mình phải gọi là có một cái sinh linh trong người mình phải cố gắng hơn nữa. Trách nhiệm khi mà mình nghe được tiếng tim thai rồi thì là coi như là mình đã thở phào nhẹ nhõm rồi. Đúng rồi. Thở phào. Rồi, ổn rồi, tiếp tục. Chắc chắn rồi đó. Tiếp tới là cái quá trình hưởng thụ với lại em bé trong bụng rồi đúng không? Thai kỳ rất may mắn là mình không có bị ngén như mọi người trong quá trình mang thai. Ai cũng cưng hết, từ nhà đến phố rồi đến cơ quan. Chính tháng làm nữ hoàng đó.
Đúng rồi, nữ hoàng đó. Ở trong cơ quan thì mọi người rất là hỗ trợ. Mình nghĩ là một đời người sinh có mấy lần thôi nên là cứ xóa thôi. Qua bao nhiêu tiền tiết kiệm là cứ gọi là tâm thế tiêu thoải mái, tâm thế thoải mái. Mình nhớ là hôm đó là khoảng 10 giờ tối, sau khi ăn cơm nước xong rồi mình lên giường, mình nằm ngủ thì tự nhiên cái mình thấy cái bụng mình nó lạ, nó cứ trồi lên sụp xuống, trồi lên sụp xuống. Thì mình gọi anh, hình như bây giờ nó sắp đòi ra là sao, nó trồi lên sợ quá anh ơi. Xong rồi anh, bác sĩ mà họ đâu có sợ, họ bảo bình thường thôi em, thôi để sáng mai đi khám cũng được chứ giờ sao. Ông chồng bình tĩnh nhất quả đất tỉnh. Thôi bây giờ anh dẫn em mua viện để cho em gọi là thỏa mãn cơ, thỏa mãn của em đi. Chứ còn anh nghĩ là bác sĩ nói là 2 tuần nữa. Đó, thật sau đó thì vô bệnh viện thì mình cũng tỉnh bơ thôi. Hai vợ chồng vô bình thường, không mang quần áo, không mang gì hết. Ông bác sĩ thì bác bảo là bây giờ mở 2 phân rồi, bây giờ phải nhập viện. Thì nó có phòng như là cái khách sạn vậy đó. Cô đó, ô hai vợ chồng, ô đi cái này đi đẻ mà giống như là đi resort đấy, thôi vào đây nghỉ tí cũng được. Chờ nhà đó em ơi, đẻ thêm vài lần nữa nha. Và buổi sáng thì hai vợ chồng bảo là thôi bây giờ sắp đẻ, sắp nằm cữ rồi, chắc là sau khi đẻ xong thì phải ăn kiêng này các thứ đúng không, thì bây giờ phải đi ăn cái gì cho ngon. Ăn xong rồi vô trong đo tim thai, điều dưỡng mới bảo ôi trời ơi sao bây giờ tim thai nó nhảy lăm ba đa vậy em. Qua phải gọi bác sĩ vào xem như thế nào. Mấy mà hồi mới ngồi tra ra bây giờ em nói là em ăn cái gì. Sáng giờ em ăn có bát phở tô đặc biệt với lại một ly trà đá. Xong điều dưỡng bảo trời ơi tại sao chị uống trà đá, tại vì thật ra uống trà đá như vậy thì nó chỉ là một nước loãng thôi, nhưng mà nó sẽ có nicotine nó vô trong cái máu, nó làm cái tim bé đập nhanh. Thì mình cũng lo và cảm giác như là mình có lỗi với con mình. 4 giờ sáng thì cơn gòn nó càng lên thì mình mới bị đẩy vô trong phòng. Mình cố gắng hết sức rặn phải nữa. Phải hơn 1 tiếng đồng hồ mình bảo bác ơi bây giờ em mệt lắm rồi, cho em nằm ngủ 1 tí, em ngủ em dậy để em đẻ tiếp. Rồi bác sĩ bảo đâu có được, bây giờ ngủ đâu có được, bây giờ em bé sắp ra là không có được. Mà lúc đó ở trong cái phòng sinh riêng đó thì nó lát gạch men, nên là mình nhìn qua cái gạch men nó bóng mình biết là thấy cái đầu đó rồi, thấy cái đầu trắng. Bác sĩ gọi chồng lại, đây, thấy không, nhiều tóc lắm. Mà đập hoài không ra. Ông chồng bác sĩ nhìn tỉnh bơ bảo chứ ngồi đứng khoanh tay vậy. Vợ em nó sợ đau lắm, nó không đẻ thường được đâu cô ơi, chắc là nó phải đẻ mổ cô. Rồi bác sĩ ơi, em bé này nhỏ mà tại sao không đẻ được. Thì thăm khám sau thì đó, tại vì do cái tư thế nằm của em bé, ví dụ như là cái khớp đầu rồi cái thóp á, em bé phải nằm như thế này thì cái trán xuống như thế này, thì lúc mình nó trượt qua cửa mình sẽ ra được. Nhưng mà em bé thì mình lại nằm nghiêng như thế này, nó không khớp qua được. Thế là bác sĩ mới đẩy vô phòng mổ, mặc dù vô thuốc rồi nhưng mà vẫn đau. Đúng rồi, ra thì mình cũng hồi hộp không biết là bé mình có tròn trịa hay là có. Khi mình mang thai thì chồng mình có một cái KPI, tức là cái target cho mình là khi mình đẻ con á, bảo em muốn ăn uống kiểu gì cũng được, em muốn thế nào cũng được, nhưng mà miễn là em phải đẻ con phải trên 2,5 kg. Tại vì khi mà trên 2,5 kg vậy thì mới đủ cái tế bào, cơ thể của bé hoàn thiện các thứ. Thì rất là may lúc bác sĩ bảo cân là 2,5 kg. Sau khi sinh xong thì bé thì đi phòng dưỡng nhi, tại vì sinh mổ, còn mẹ thì đi phòng hậu phẫu 6 tiếng thì mới được về với mẹ với con, tại vì sẽ theo dõi mà. Mình chốc mình cứ hỏi, mình nằm đó mình cứ hỏi bác sĩ con em đâu rồi, tại sao mang con em đi vậy. Tại sao lúc đó mình thấy giống như là mình tự nghĩ là có phải là mình đã không cố gắng để mà mình đẻ thường hay không. Nếu mình đẻ thường là mình đã về hai mẹ con với nhau rồi. Cứ nhìn đồng hồ quay, kim đồng hồ quay từng tí một. Thực sự là một cái khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời mình. Cảm giác mình rất dài đúng không? Thì khi mà bé đến thì rất kỳ lạ là chỉ cần áp vô ti mẹ thôi là bé có như có cái bản năng để mà bú mút. Thật ra lúc đấy thì sữa chưa có về, nhưng mà nếu như là nó bú mút chay vậy đó. Nói mình nói với nó, ôi mẹ cảm ơn con vì cái sự cố gắng của con, tại vì nó bú mút làm sao mà mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết, nhưng mà không có một tí sữa nào để mà ra. Lúc đó là bản thân Lan cũng vậy, nhưng mình sanh xong thì mình chưa sữa chưa về thì không biết là do cơ địa hay là do cái đó là cái hiện tượng rất là bình thường của tất cả các bà mẹ. Do nhiều thứ, tại vì có những bà mẹ đã có sữa non ngay từ khi em bé chưa sinh ra. Em thì lúc mà tầm khoảng 8 tháng em nặng là ra sữa, có sữa non. Dạ, có sữa non, nhưng mà mình bị cái là mình bị gấp á, mình bị sợ là con mình bú không đủ. Cho nên là nó nút rất là nhiều mà mình cảm giác sữa nó không có xuống. Cho nên là mình rất là lo. Nhưng mà lúc đó là được cái sự trấn an của bác sĩ nói là em bé 1-2 ngày nó chỉ cần vài giọt thôi là đủ rồi.
lúc đó thì mình mới cảm thấy là mình an tâm, và sau cái câu chuyện đó thì mình mới chia sẻ được với lại các mẹ mà chuẩn bị đi sanh, là mình phải nói trước là khi mà em sanh xong là nó sẽ có hiện tượng như vậy, vậy nên đừng có lo, đừng có bị stress, tại vì càng lo thì sữa nó lại càng không về. Đúng, đúng. Sau khi sức khỏe của hai mẹ con ổn định hết rồi thì xuất viện về. Lúc đó mới là thật sự là mình trở thành một bà mẹ, mình chăm con thật đúng, sự. Đúng, đúng. Về đến nhà thật sự là khủng hoảng mới bắt đầu, tại vì mình lúc đó mình mới bắt đầu mình tập làm quen là một người mẹ. Bé nhà mình thì sinh nhỏ nên là mình không có dám tắm nó. Trước khi mình sinh thì mình cũng đã đi học khóa tiền thai sản thì mình cũng biết là tập tắm bé như thế này này. Nhưng thực sự thực tế để mà thực hành thì mình không dám làm. Khi mà thấy con mình nó nhỏ nhỏ xíu thì mình sợ con bị đau sợ. Đúng rồi, thì mình cũng đúng sợ. Cũng theo quan niệm là thôi cả đời người mới làm bỉm sữa mấy lần thôi, cứ xả láng thôi, nghĩa là mình nhờ những người đến nhà tắm bé, có cô hộ nữ hộ sinh đến tắm bé khoảng hơn một tháng. Trong 3 tháng đầu thì mẹ đẻ có lên ban ngày đi lên mang đồ ăn tiếp tế lên, rồi ban đêm thì sợ nhất là lúc mà mẹ xong việc mẹ đi về 5 giờ chiều đi chồng thì đi trực. Đúng rồi, thì nhà chỉ có mỗi 3 người, hai mẹ con một con chó. Đó. Ba người. Con chó. Ba người. Được tên là một con người. Đúng rồi. Tình yêu vô điều kiện. Con husky của mình thì là nó tên là Bông, còn con gái của mình tên là Bóng. Bà Bông. Bông Bóng. Sợ nhất là có lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều mẹ đi về là có mà chồng thì chưa đi làm về. Có hai mẹ con và một em Bông. Mà mình thấy là tại sao bây giờ đến lúc mình phải đang đối mặt với lại một đứa như thế này, mà đứa này nó ở đâu ra mình không biết được. Tại sao mình phải cực khổ như thế này, không biết thế nào đó. Tại vì lúc mà nó khóc, nhiều khi nó khóc mình cũng chưa hiểu được lúc cái đó tiếng khóc của con. Nó là nó muốn gì những ngày đầu đó. Bạn mình mới chỉ cho những cái app để mình theo dõi là mấy giờ con làm gì để mình hiểu được cái tiếng khóc của bé là làm gì đó. Thì mình theo dõi trong vòng khoảng một tuần thì mình hiểu được bé. Trải qua một thời gian mà làm mẹ bỉm sữa hơn 3 năm thì mình thấy là cái việc mà mang bầu nuôi con lớn thì nó không khó bằng cái việc mà mình dạy con. Đúng rồi. Dạy con để ví dụ như bé mình là khủng hoảng tuổi lên 3 nè, là dạy mà mình dạy ngay từ thời mà bé mới sinh ra đến bây giờ tuổi lên 3 thì bé sẽ đỡ bị hơn. Ví dụ như là lúc mà mình chăm bé thì ngay từ những ngày đầu á là mình mỗi lần mình làm cái gì mình đều nói với con, ví dụ con ơi bây giờ mẹ chuẩn bị thay tã cho con, bây giờ mình chuẩn bị đi tắm nè, bây giờ đi phơi nắng nè. Thì sau này bé theo một cái sự chế trao độ đổi giữa đúng hai rồi. Bên nó cũng là bé hiểu mình hơn và gắn bó với mình hơn. Như vậy thì em bé là hoàn toàn bú sữa mẹ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Con mình là nó là cái cơ địa của nó là nó bị dị ứng đạm sữa bò, tức là nó không có hấp thu được sữa bình thường. Bác sĩ nói là bây giờ cũng phải cố gắng để mà duy trì cái nguồn sữa mẹ đó. Và mình vẫn cho bé bú đến tận 2 tuổi rưỡi. Lúc đấy thì mọi người, ngay cả mọi người xung quanh cũng nói là nếu mà em làm như vậy thì con em nó sẽ không được tự lập, nó sẽ kiểu là gắn bó với mẹ quá, đúng nó rồi. Sẽ này nọ thứ. Cai sữa đi thì mình cũng cố gắng bằng mọi cách, ví dụ như là bôi dầu, như mọi người chỉ bôi dầu các thứ rồi gắn Ergo lên. Thì bé chỉ thấy một lần, bé sợ lần thứ hai, bé bảo ô cái này mẹ gắn lên rồi, mẹ gọi ra đó. Về nhà là bảo mẹ ơi bú ti, mẹ ơi cái này hết rồi mẹ, hết rồi cái bên kia đi. Bên kia nó cứ kiểu cái mắt của nó cứ long lanh, nó chờ đợi không. Đến giai đoạn mà con mình con gái mà nó bị làm điệu, thế là mình mới chỉ vào coi có con Bông. Mình bảo con Bông nói Bóng ơi, Bóng có thấy con Bông mà nó bị đen không? Nó đen tại vì do là ngày xưa nó bú mẹ nó bị đen nên là nó đen. Bây giờ con có muốn đen như vậy hay không? Bóng bảo không, con muốn đẹp, con muốn trắng. Ok, nếu vậy thôi con đừng bú ti mẹ nữa. Thế là tự nhiên nó bỏ luôn.